Chúng ta xem tiếp đoạn văn bên dưới. Kinh này hội tập đầy đủ văn nghĩa của năm bản dịch, văn nghĩa của năm loại nguyên bản dịch kết thành nguyện này, gọi là y thực tự chí nguyện. Đây là nói rõ văn tự trong hội tập này xuất phát từ đâu. Như hội sớ giải thích, Ngụy Dịch nói rằng vì sao Phật phát nguyện này? Điều này nói rất hay. Trong hội sớ là tác phẩm của Pháp Sư người Nhật. Vì sao Phật có nguyện này? Vì sao phát nguyện này? Thấy hoặc quậy nước, vì ăn mặc mà phải chịu khổ vạn phần, bốn mùa không an ổn, suốt đời mệt mỏi vì tham cầu, hướng gì gieo mạ xuống chết vô số sinh mạng, trong nồi lớn giết vô lượng sâu tầm, vẫn cứ trầm mê trong biển khổ, chịu khổ vô cùng. Đây là nói trong biến pháp giới hư không giới, quả thật có rất nhiều cõi nước chư Phật, như địa cầu chúng ta vậy. Những gì ở đây nói, người trên địa cầu đều có. Vì việc ăn uống, cuộc đời có người vì điều gì? Chính là vì ăn mặc mà bận rộn, khổ không thể tả. Bốn mùa không an ổn. Bốn mùa là xuân hạ thu đông. Mùa xuân là trồng trọt, mùa xuân trồng, mùa hạ sanh trưởng. Mùa thu thu hoạch, mùa đông cất giữ. Thấy nông phu là biết họ gian nan. Suốt đời gian khổ vì việc tham cầu. Trong câu nói này bao hàm rất nhiều nội dung: tham tài, tham danh, tham lợi, tham quyền vị, không có gì không tham. Tham là căn nguyên của tất cả phiền não tội nghiệp, cho nên trong phiền não đặt nó lên hàng đầu, chữ đầu tiên. Đức Phật rất rõ ràng, nếu muốn tu hành thành công, việc đầu tiên là phải khống chế nó. Ở thế giới ta bà được nhục thân này tuy là giả, nhưng họ phải sống ở thế gian này mấy mươi năm, họ cần đến ăn uống chỗ ở, không thể không có. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta nên như thế nào? Thấy vừa đủ là dừng, không được có tham tâm. Lúc Đức Thế Tôn tại thế, Ngài biểu diễn vấn đề này cho chúng ta thấy. Vì Đức Phật sống nơi vùng nhiệt đới, sống vào vùng nhiệt đới, sinh hoạt sẽ đơn giản. Nó không có bốn mùa, mà chỉ có một mùa hạ.
Cho nên Ngài ba tấm y là đủ. Vậy là ba y một bát. Bát là gì? Bát là vật đựng cơm khi đi khất thực. Cơm và thức ăn trộn lẫn với nhau, không cần dùng bát khác đựng thức ăn. Đơn giản. Ngài trú ở đâu? Dưới gốc cây. Thì một gốc cây lớn có thể che mưa che nắng. Tối ngủ dưới gốc cây. Đời sống đơn giản như thế. Đây là gì? Đây là tiêu chuẩn cuộc sống thấp nhất của nhân loại. Một ngày ăn một bữa. Đủ dinh dưỡng chăng? Đủ. Trước đây tôi học giảng sư với thầy Lý Bỉnh Nam. Năm tôi theo học, thầy đã 70 tuổi. Tôi phát hiện thầy ngày ăn một bữa, liền đến thỉnh giáo. Thầy ăn một bữa đã mấy mươi năm rồi. Hình như thầy đã bắt đầu từ năm 30 tuổi. Từ đó về sau không thay đổi. Một bữa cơm ăn rất ít. Lúc đó chúng tôi còn rất trẻ. Thầy 70 tuổi, tôi 31 tuổi. Một bữa cơm của tôi nhiều hơn bữa cơm của thầy. Lúc đó tôi học Phật cũng được vài năm. Tôi học Phật năm 26 tuổi. Cuối năm 26 tuổi, tôi nhớ khoảng nửa năm, tôi nhịn ăn cơm tối. Một ngày chỉ ăn hai bữa, rất bình thường. Tuổi trẻ mỗi bữa cơm đều ăn ba bát. Một ngày ăn hai bữa, tôi cũng không ăn thêm hai bát vào bữa trưa, không có. Vẫn ăn ba bát như bình thường. Nhưng thầy Lý, thầy chỉ ăn hai bát cơm nhỏ là no. Tôi hai bát không được, nhất định phải ăn ba bát. Tiền sinh hoạt một ngày của thầy lúc đó khoảng 2 đồng tiền Đài Loan. Còn tôi một ngày nhất định phải 3 đồng. Tiền ăn uống của thầy một tháng 60 đồng. Còn tiền ăn uống của tôi phải 90 đồng. Tôi thấy thầy ăn một bữa, tôi cũng học theo, nhịn ăn luôn bữa cơm sáng. Tôi ăn ngày một bữa đến tháng thứ 8 mới nói cho thầy biết. Tôi nói: thầy ơi, bây giờ con cũng ăn ngày một bữa. Thầy hỏi: bao lâu rồi? Đã 8 tháng rồi. Mắt thầy mở tròn xoe hỏi tôi: tình hình sức khỏe như thế nào? Tôi nói: rất bình thường. Thầy vỗ bàn: hãy duy trì mãi như thế. Vì sao vậy? Vì cuộc sống đơn giản, nhu cầu ít, không cần cầu người khác. Người đến cho vô cầu phẩm chất tự cao. Câu nói này là thật. Niềm vui ở trong này. Lúc đó tôi có một tâm đắc, liền báo cáo với thầy.
Tôi nói thân thể là một bộ máy. Vận động của bộ máy này nhờ vào bổ sung năng lượng. Ẩm thực là năng lượng bổ sung. Nhưng thân thể con người có tiêu hao năng lượng, cũng có tiết kiệm nguồn năng lượng, không giống nhau. Đại khái thân thể tiêu hao năng lượng rất nhiều. Loại máy móc này rất nhiều, một ngày ba bữa đều không đủ, còn phải ăn thêm điểm tâm, phải bổ sung, bằng không họ không đủ tinh thần. Chúng tôi quan sát thầy Lý, lượng công việc mỗi ngày của thầy bằng 5 người làm. Thầy rất bận rộn, làm công việc bằng 5 người, ngày ăn một bữa, ăn rất ít. Tôi nghĩ năng lượng này tiêu hao vào đâu? Chắc là do vọng niệm suy nghĩ lung tung. Vọng niệm làm tiêu hao năng lượng, khẳng định là chiếm từ 90 đến 95% tiêu hao vào đây. Bởi vậy con người tâm địa thanh tịnh, họ cần năng lượng rất ít. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thì các hàng đệ tử đều ăn ngày một bữa. Vì sao vậy? Vì họ ít vọng niệm, mỗi ngày đều đi nghe kinh. Ngoài nghe kinh ra, người tu thiền định thì tu thiền định, người trì chú thì trì chú, người niệm Phật thì niệm Phật. Họ không có tạp niệm. Vì thế họ cần năng lượng rất ít, ngày ăn một bữa là đủ. Đạo lý là như thế.